Những ngày vừa qua, mạng xã hội Trung Quốc và cả Việt Nam đã không ngừng lan truyền câu chuyện về nam thanh niên với biệt danh mèo béo sinh năm 2003, Hồ Nam, Trung Quốc nhảy cầu tự vẫn do tình cảm với bạn gái gặp trục trặc. Câu chuyện bắt đầu vào sáng ngày 11 tháng 4 khi một chàng trai được cho là đã nhảy cầu sông Dương Tử Trùng Khánh, tự vẫn vì tình. Sau khi sự ra đi của cậu được thông báo cho gia đình, chị gái của cậu đã kiểm tra nội dung cuộc trò chuyện của em trai và phát hiện em trai mình tự vẫn vì trục trặc chuyện tình cảm với cô bạn gái tên Đàm Trúc sinh năm 1997. Câu chuyện về chàng trai họ Lưu sinh năm 2003, quê Hồ Nam, Trung Quốc có nickname mèo béo nhảy cầu tự vẫn do tuyệt vọng về tình yêu khiến cộng đồng mạng xót xa suốt mấy ngày qua. Hai năm trước, mèo béo quen bạn gái tên Đàm Trúc, sinh năm 1997, người Trùng Khánh qua game. Trong thời gian yêu nhau, anh đã chuyển cho bạn gái mình tổng cộng 510.000 nhân dân tệ, khoảng 1,8 tỷ đồng. Bạn gái yêu cầu anh mỗi lần chuyển tiền phải ghi chú là quà tự nguyện, anh phải sống tàn tiện, ở nhà trọ tồi tàn, không có nổi chăn bông trong mùa đông. Mỗi bữa, anh chỉ đặt đồ ăn bên ngoài với giá 10 nhân dân tệ khoảng 30.000 đồng, thậm chí khi bị nôn ra máu cũng không dám bỏ tiền đi khám bệnh. Nhưng tất cả những gì nam thanh niên nhận lại chỉ là sự hững hờ của bạn gái. Trong suốt 2 năm yêu nhau, anh chỉ được gặp bạn gái 2 lần. Hai người vốn tính đến tháng 5 năm 2024 sẽ đăng ký kết hôn, nhưng từ tháng 4 Đàm Trúc đã bắt đầu muốn chia tay. Không thể thuyết phục bạn gái, nam thanh niên đã quyết định nhảy cầu tự vẫn. Một giờ trước khi tự tử, mèo béo đặt 760 bông hoa kỷ niệm số ngày yêu nhau, tặng bạn gái và chuyển cho cô 66.666 nhân dân tệ, khoảng 239 triệu đồng, để xem bạn gái có quay lại với mình hay không. Chàng trai cũng chia sẻ trên mạng trước khi tự kết thúc cuộc đời, tôi không muốn ăn rau nữa, tôi muốn ăn McDonald's. Sau khi sự việc xảy ra, chị gái của mèo béo đã đích thân liên lạc với cô bạn gái Đàm Trúc để làm rõ sự việc. Tuy nhiên, Đàm Trúc từ chối gặp mặt, chỉ cho biết cô sẽ trả lại gia đình mèo béo 136.000 nhân dân tệ, gần 460 triệu đồng, với yêu cầu gia đình của chàng trai phải ký vào biên bản dàn xếp. Ban đầu, chị gái của mèo béo tưởng hai người chỉ có quan hệ bình thường nên chấp nhận yêu cầu trả lại tiền và ký giấy giải quyết của Đàm Trúc. Nhưng khi lục tìm được những đoạn trò chuyện của em trai quá cố và cô bạn gái, gia đình mèo béo mới nhận ra cô gái này thường xuyên khước từ em mình dụ cho mèo béo, luôn chu cấp tiền và níu giữ tình cảm. Đáng chú ý, trong video lên tiếng, Đàm Trúc còn cho rằng lý do cô kiên quyết nói lời chia tay với mèo béo là để thử lòng người yêu. Tuy nhiên, với hàng loạt đoạn tin nhắn níu kéo bạn gái của mèo béo được đăng tải, cư dân mạng đều không tin vào những lời nói của Đàm Trúc và liên tục yêu cầu cô gái này phải trả lại toàn bộ số tiền từng được mèo béo tặng. Hiện tại, vụ việc vẫn đang nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều người coi câu chuyện đau lòng của mèo béo là lời cảnh tỉnh để những người trẻ rút ra những bài học về cuộc sống và tình yêu, đặc biệt khi yêu đương cần sự tỉnh táo để nhận ra đâu là tình cảm thật, bởi sự mù quáng có thể dẫn đến những bi kịch lớn. Đau lòng trước sự ra đi của chàng trai trẻ, rất nhiều người đã đến cây cầu nơi chàng trai tự vẫn để đặt hoa cùng những lời nhắn gửi đầy đau xót, hy vọng kiếp sau mèo béo có thể yêu thương chính bản thân mình nhiều hơn.